Question 25. In an exclusive listing, a broker is required to A. Do a credit check on the buyer. B. Include a definite termination date. C. Calculate the property taxes for next year. D. All of the above. Correct answer is B. Include a definite termination date. An exclusive listing agreement is a contract between a property owner and a real estate broker. It grants the broker the exclusive right to represent the property and receive a commission if the property is sold during the listing period. A crucial element of an exclusive listing agreement is a definite termination date. This ensures that the listing agreement does not continue indefinitely, protecting the property owner's rights and preventing potential disputes. Câu 25. Trong giỏ hàng độc quyền, người môi giới phải A. Thực hiện kiểm tra tín dụng đối với người mua. B. Có ngày chấm dứt xác định. C. Tính thuế tài sản cho năm tới. D. Tất cả những điều trên. Câu trả lời đúng là B. Có ngày chấm dứt xác định. Thỏa thuận giỏ hàng độc quyền là hợp đồng giữa chủ sở hữu bất động sản và một nhà môi giới bất động sản. Nó cho nhà môi giới quyền độc quyền đại diện cho bất động sản và nhận hoa hồng nếu bất động sản được bán trong thời gian niêm yết. Một yếu tố quan trọng của thỏa thuận giỏ hàng độc quyền là ngày chấm dứt hợp đồng rõ ràng. Điều này đảm bảo rằng thỏa thuận giỏ hàng không kéo dài vô thời hạn, bảo vệ quyền của chủ sở hữu bất động sản và ngăn ngừa các tranh chấp tiềm ẩn.